Julie, xin chào quý vị đã đến với bản tin Người Việt Canada. Thưa quý vị, hôm nay là bản tin sáng thứ tư ngày 17 tháng 5 và chúc quý vị có một ngày thật là nhiều điều hạnh phúc cũng như là may mắn. Quay trở lại với tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay, một thông tin khẩn thưa quý vị, tìm kiếm kẻ giết người bị kết án đã trốn thoát khỏi nhà tù Kingston. OPP đang truy lùng một tù nhân bỏ trốn khỏi Collins Bay ở Kingston. Có tên Kenneth Cobb. 42 tuổi, đang thủ án vì tội giết người cấp độ 2 nhưng mà chưa kết án và bị giam giữ trong đơn vị an ninh. Cảnh sát nói rằng anh ta có thể gây ra rủi ro cho an toàn công chúng. Và anh ta được mô tả là một người cao 6 feet, nặng 158 pound với mái tóc ngắn màu nâu, đường chân tóc hớt ngược và đôi mắt xanh, và cũng như có một khuôn mặt rỗ, đeo kính. Nếu như quý vị nhìn thấy Cove hoặc là có thông tin liên quan đến nơi ở của người này, cảnh sát yêu cầu không được tiếp cận và hãy gọi điện ngay cho cảnh sát. Công quà tặng sức khỏe cho người thân, Tổ Yến, Canada, 514 996 6679. Tiếp tục cuộc đình công của WestJet thưa quý vị, Hiệp hội phi công hàng không ALPA đại diện cho khoảng 1.600 phi hành đoàn tại WestJet và công ty con là Swoop, đã đưa ra thông báo đình công kéo dài 72 giờ vào đầu tuần tới. Ban quản lý hãng hàng không cũng như chính phủ liên bang đang họp về điều này. WestJet cũng cho biết thêm họ đang cung cấp sự linh hoạt bổ sung cho những khách hàng đi máy bay trước hành động đình công tiềm ẩn của các phi công của hãng hàng không để mang lại sự an tâm. Khi cuộc đình công sắp xảy ra, thì Watches đã đưa ra tuyên bố cung cấp các tùy chọn cho những khách hàng muốn thay đổi hoặc là hủy chuyến bay hoặc là kỳ nghỉ của WestJet nếu như đã đặt từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, áp dụng cho tất cả các giá vé tiềm năng. Trong số các tùy chọn được miễn phí một lần khi mà cung cấp cho các thay đổi hoặc là hủy bỏ, Đối với những quyết định về thay đổi điểm đến thì hãng hàng không cho biết khách hàng sẽ trả bất kỳ một khoản trên lệch nào về giá vé nhưng sẽ hoàn lại tiền nếu như khách hàng quyết định hủy đặt chỗ hoàn toàn. Nhưng điều này thì Chủ tịch quyền khách hàng hàng không Gabo Klerkas đã cảnh báo những ưu đãi này có thể sẽ không có lợi so với những gì mà khách hàng có thể nhận được và họ nên biết những quyền mà họ đã có. Đó thực sự là một cách cố gắng thuyết phục hành khách không tận dụng các quyền của mình. Bạn có thể muốn làm điều này vì bạn nghĩ rằng nó sẽ bớt căng thẳng hơn cho bạn, nhưng mà WestJet đang cố gắng đánh lừa hệ thống. Theo quy định bảo vệ hành khách khách hàng thì một hãng hàng không phải cung cấp các phương án di chuyển thay thế nếu như mà một chuyến bay cùng hạng với vé đã đặt miễn phí ban đầu bị hủy miễn phí bằng cách sử dụng đường bay hợp lý trong vòng 48 giờ kể từ giờ khởi hành ban đầu và những khách hàng cũng phải được hãng hàng không hoặc là hãng hàng không không có thỏa thuận thương mại đặt lại chuyến bay tiếp theo cho quý vị. Đợi cho đến khi mà chuyến bay bị hủy, hãy cho WestJet cơ hội để đặt lại vé cho bạn. Nếu họ từ chối hoặc là không làm như vậy, hoặc nếu họ từ chối đặt lại vé cho bạn trên các chuyến bay của hãng hàng không khác chẳng hạn. Mặc dù họ không có chuyến bay riêng trong vòng 48 giờ, thì bạn có thể đi và mua chuyến bay của riêng mình với giá vé và gửi hóa đơn cho WestJet. Đây là những chia sẻ của giám đốc quyền khách hàng. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm nếu như họ vẫn không thanh toán hóa đơn, thì một người có thể đưa ra tòa khiếu nại nhỏ. Tôi muốn nói rằng, đừng là một kẻ dễ dãi, hãy giữ vững lập trường của bạn. Bạn đã mua vé, bạn đã trả tiền trước hàng tuần hoặc thậm chí là hàng tháng cho chuyến bay vào một ngày nhất định. Khi cuộc đình công tiến gần hơn, thì Flair Airlines cũng đã thông báo vào ngày 16 tháng 5 rằng họ sẽ bổ sung thêm các chuyến bay tới Vancouver, Calgary và Edmonton bắt đầu vào cuối tuần lễ này. Và nói thêm, hy vọng sẽ giúp cho những người Canada bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công của các phi công WestJet khi được hỏi liệu họ có làm điều tương tự hay không thì Air Canada cho biết trong một tuyên bố, đội bay của họ cũng đã được triển khai đầy đủ và chúng tôi có khả năng tối thiểu để tăng công suất hơn nữa. Tuy nhiên, hãng hàng không cho biết họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ hết mức có thể. Và hãng Budget thì cho biết những người đã đặt vé trực tiếp hoặc là Voicewood sẽ nhận được một thông tin liên lạc qua email, trong khi những người đặt vé qua đại lý du lịch hoặc bên thứ ba trực tuyến sẽ cần phải liên lạc để có thể hoàn hoặc là hủy những chuyến bay của mình. Giá nhà thuê Canada tăng so với năm 2022. Thưa quý vị, giá thuê ở Canada đã tăng 9,6% trong năm 2022 với giá thuê trung bình hàng tháng cho một đơn vị nhà ở hiện nay là 2.002 đô. Con số này cũng đã tăng 20% so với mức thấp nhất trong đại dịch là 1.662 đô vào tháng 4 năm 2021. Đây là những dữ liệu từ Rentals.ca đã cho biết. Trang web tìm kiếm căn hộ cho biết là Vancouver và Toronto tiếp tục là những thành phố đắt đỏ nhất để tìm thuê nhà, với giá thuê trung bình cho một căn hộ một phòng ngủ là 2.787 đô ở Vancouver và 2.526 đô ở Toronto vào tháng 4 năm 2023. Đối với căn hộ hai phòng ngủ sẽ là 3.741 đô ở Vancouver và ở Toronto là 3.290 đô. Từ mức thấp nhất của đại dịch vào tháng 4 năm 2021 thì giá chung cư và căn hộ đã tăng 47% ở Vancouver và 41% ở Toronto tức là gần 50% thưa quý vị. Trong tương lai, tốc độ tăng tiền thuê nhà hàng năm sẽ vẫn cao do mức tăng dân số cao kỷ lục và khả năng chi trả để sở hữu nhà thấp, nhưng cũng nên vừa phải vì giá thuê được so sánh với mức độ phục hồi hoàn toàn của một năm trước. Các thành phố và vùng ngoại ô trong và xung quanh Vancouver cũng như Toronto đang chiếm phần còn lại trong danh sách 10 nơi có giá thuê nhà đắt nhất ở Canada. Với các căn hộ một phòng ngủ được thuê với giá trung bình là 2.330 đô ở Burnaby, 2.260 đô ở Mississauga, 2.239 đô ở Etobicoke, 2.216 đô ở Vaughan và 2.171 đô ở Burlington. Tiếp đến, 2.144 đô ở North York, ở Brampton là 2.075 đô, Scarborough 2.067 đô. Etobicoke, North York và Scarborough đều là các đô thị cũ thuộc Toronto từ năm 1998. Nơi đắt nhất để thuê ngoài BC và Ontario chính là Halifax, xếp hạng thứ 18 ở Canada với giá thuê trung bình 1.862 đô mỗi tháng cho căn hộ một phòng ngủ. Bên kia sông từ Ottawa, Gardiner đứng vị trí 21 và đắt nhất ở Quebec với 1.745 đô. Trước Montreal ở mức 1.655 đô và xếp ở vị trí 25. Bản thân Ottawa được xếp ở vị trí thứ 14 với 1.940 đô. Alberta, Calgary dẫn trước ở vị trí 27 với giá là 1.607 đô so với Edmonton ở vị trí 32 1.163 đô cho căn hộ một phòng ngủ thưa quý vị. Và lưu ý dữ liệu dựa trên danh sách hàng tháng trên rental.ca và khác với phân tích được cho thuê công bố hàng năm bởi Canada Mortgage Housing Corporation. Ở Montreal, cứ 5 gia đình thì có một gia đình không đủ tiền thuê nhà và các nhu cầu cơ bản khác. Centrace Montreal đã cảnh báo rằng một cuộc khủng hoảng nhà ở của thành phố đã đạt đến đỉnh cao đáng ngạc nhiên với hàng trăm ngàn người không thể kiếm sống qua ngày thưa quý vị. Tổ chức này cho biết gần 360.000 tức là tương đương với 1 phần 5 các hộ gia đình không kiếm đủ tiền để trả tiền nhà và các nhu yếu phẩm như là thực phẩm, quần áo và phương tiện đi lại. Sean Moran cũng đã công bố dữ liệu tại một hội nghị chuyên đề về nhà ở vào sáng ngày 15 tháng 5, với 400 bên liên quan trong cộng đồng tập thể đã tập trung nói chuyện về cuộc khủng hoảng này. Và cuộc khủng hoảng nhà ở ở Montreal hiện nay đang có một tác động lan tỏa khủng khiếp đến các lĩnh vực cần phải quan tâm khác, bao gồm sự phát triển của trẻ em, sức khỏe tâm thần, an ninh lương thực và tình trạng vô gia cư. Chúng ta cần chính quyền liên bang, tỉnh, thành phố và sau đó chúng ta cần các tổ chức cộng đồng, công dân, Chúng ta cũng cần những người quảng bá và chúng ta cần ngồi xuống từ bỏ tất cả các lợi ích về doanh nghiệp mà chúng ta có thể và thực sự cố gắng để tìm ra giải pháp. Mọi cấp chính quyền bao gồm cả thành phố Montreal đều phải đưa ra lựa chọn. Đó là những gì mà chúng tôi đang làm ở đây. Chúng tôi đang đưa ra những lựa chọn để chống lại cuộc khủng hoảng nhà ở và tôi nghĩ đó là sự lựa chọn mà mỗi chính phủ phải làm. Đây là những chia sẻ của giám đốc điều hành của Benedict Labra là một nơi trú ẩn 3 ngày. Tổ chức này đang xây dựng một dự án nhà ở gồm 36 căn hộ trị giá 15 triệu đô sẽ cung cấp nơi ở cho những người vô gia cư mắc các vấn đề về nghiện ngập hoặc là sức khỏe tâm thần. Nhưng mà việc xây dựng được cho là sẽ hoàn thành vào mùa thu, nhưng Deslitz đã nói rằng tổ chức không có đủ tiền để thuê nhân viên phục vụ cũng như là can thiệp vận hành tòa nhà cần ít nhất là 6 nhân viên để dự án này được an toàn. Vì vậy đây là một vấn đề lớn mà chúng tôi đang gặp phải và đây là một mối lo ngại chung của thành phố Mongran. Sau 100 ngày đầu tiên nhậm chức thì cảnh sát trưởng của Mongran cho biết tội phạm súng có xu hướng giảm ở đây. Một thông tin của thành phố Mongran đã ghi nhận một trường hợp tử vong do súng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4. Như vậy con số này đã giảm so với 5 trường hợp tử vong do súng cùng kỳ năm trước và các vụ cố ý giết người và xả súng ở Montreal cũng đã giảm so với một năm trước. Montreal tiếp tục là một trong những nơi có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trong số các thành phố lớn của Canada, nhưng mà tội phạm sử dụng súng đã tăng đột biến kể từ năm 2021 khi thành phố chứng kiến đến 36 vụ giết người, trong đó 19 vụ được thực hiện bằng súng, tăng từ 6 vụ vào năm 2020. Có 41 vụ giết người ở Montreal vào năm 2022, nhưng mà cảnh sát vẫn chưa công bố dữ liệu về có bao nhiêu vụ liên quan đến súng, nhưng mà cho đến nay tỷ lệ này đã giảm. Và hiện nay lực lượng cảnh sát Montreal được cho là đang làm việc hiệu quả khi mà thỏa thuận tăng lương 20% trong vòng 5 năm đã được thực hiện và thỏa thuận đầu tiên kể từ năm 1993 được công đoàn cảnh sát chấp nhận mà không có một phản đối hoặc là hành động lao động nào. Kể từ năm 2021, thời điểm mà kết thúc thỏa thuận tập thể cuối cùng, lương cho cảnh sát bắt đầu ở mức 46.109 đô một năm và tăng lên 86.998 đô sau 6 năm. Mức lương khởi điểm đã tăng 30% trong tháng 2. Hơn 300 sĩ quan mới sẽ được thuê trong năm nay khi mà cảnh sát trưởng muốn phát triển lực lượng cảnh sát của thành phố từ khoảng 4.000 sĩ quan lên 4.700. Đồng thời, bắt đầu từ tháng 9, thì tất cả những sĩ quan cảnh sát mới được tuyển dụng sẽ tham gia vào một chương trình hòa nhập 4 tuần trong một tổ chức cộng đồng. Kế hoạch hòa nhập sẽ cho phép các sĩ quan tương tác với mọi người ở cấp độ con người và giảm xu hướng của họ đối với những người có thành tích phân biệt chủng tộc. Và tiếp tục thưa quý vị, cập nhật tình trạng cháy rừng vẫn đang lan rộng ở miền Tây Canada. Các đám cháy rừng đang lan ở tỉnh Alberta, miền tây Canada đang tác động xấu đến chất lượng không khí và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu. Chất lượng không khí kém, tầm nhìn giảm do thời tiết khô hanh, trong khi gió đổi chiều đã làm tăng nguy cơ cháy rừng vẫn đang tiếp tục lan rộng. Các cảnh báo rừng ở Alberta buộc các nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt phải tạm dừng hoạt động ở một số cơ sở và làm giảm sản lượng tương đương 319.000 thùng dầu mỗi ngày giá dầu thô nặng của Canada đã tăng lên các mức cao do những quan ngại về các vụ cháy rừng. Chính quyền tỉnh bang Alberta cho biết trên toàn tỉnh đang xảy ra khoảng 90 vụ cháy rừng, trong đó 23 vụ ngoài tầm kiểm soát và buộc khoảng 20.000 người dân vẫn phải sơ tán. Chuyển sang thông tin đời sống trên thế giới, nhiều quốc gia bước vào đợt nắng nóng bất thường. Thưa quý vị, chỉ mới đầu mùa hè nhưng mà nhiều quốc gia bắc bán cầu đã trải qua những đợt nắng nóng sớm bất thường. Nhiều thành phố lớn của Trung Quốc cũng đã phải ban hành cảnh báo nắng nóng, trong đó nhiệt độ của thủ đô Bắc Kinh trong ngày 15 tháng 5 đã lên tới hơn 36 độ C. Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng bắt đầu đợt nắng nóng sớm tại khu vực ở bang Washington giáp biên giới của Canada. Nhiệt độ được ghi nhận tại thành phố Seattle, Hoa Kỳ vào cuối tuần qua vượt 31 độ C, mức nhiệt độ cao bất thường trong thời điểm hiện nay và nhiều người đã tập trung đến đài phun nước trung tâm để giải nhiệt. Còn tại Trung Quốc thì cảnh báo nắng nóng được đưa ra trong bối cảnh mà quốc gia tỷ dân đang phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng kỷ lục thêm một năm nữa. Tỉnh Vân Nam, nơi vốn có khí hậu ôn hòa đã được ghi nhận mức nhiệt lên tới 40 độ C, khiến cho nguồn cung điện bị quá tải khi hàng triệu các gia đình bắt đầu sử dụng điều hòa. Nắng nóng tại Trung Quốc được dự báo sẽ ảnh hưởng đến mùa màng và có thể sẽ đẩy giá lương thực tiếp tục tăng cao. Một cư dân ở Thượng Hải, Trung Quốc đã nói rằng có cảm giác trời nóng nhanh hơn so với các năm trước và những năm trước mình đã đưa con ra ngoài vào thời điểm này thì không quá nóng và ngột ngạt, nhưng năm nay bước ra ngoài có cảm giác giống như là giữa mùa hè rồi và đổ đầy mồ hôi ngay lập tức. Julie xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức vừa được cập nhật và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin Người Việt Canada. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, tổ yến Canada, năm 14,